Hello Nắng. Chào chị Tiên. Em đang làm gì vậy? Nhìn em rất là hạnh phúc á. Em đang ôm cây. Có một cái gọi là thiền ôm cây. Có một câu hát em từng muốn tặng chị Tiên lúc này đó là: rời xa thành phố, chợt trội tìm về nơi thật an nhiên. Em đang ở trên thành phố hạnh phúc. Và mấy ngày ở đây thì em cảm thấy mình thật sự rất là hạnh phúc. Cảm giác nó rất là tròn đầy. Ở đây không khí rất là trong lành, thật sự là rất là trong lành mà. Lâu lắm rồi em không có được cảm giác đấy. Không quá xa Hồ Chí Minh và em đang ở trên một đỉnh đồi. Buổi sáng thì gia tăng nắng và em cảm thấy là rất là thiếu nắng luôn. Trời chiều có đi ngắm hoàng hôn. Lúc ngồi thiền thì có nghe tiếng suối chảy róc rách, có tiếng chim kêu. Và mình cảm thấy thật sự là trong những ngày này mình đang ở một nơi thiên đường. Thật sự là nó là một thành phố hạnh phúc và nó cần những con người hạnh phúc để kiến tạo nên cái sự hạnh phúc này. Thật sự là em rất là cảm ơn cô Kim Sơn cùng đội ngũ đã xây dựng nên một cái thành phố này và tạo điều kiện cho anh em ở trong cộng đồng mình có thể đến đây và tham gia những cái ngày rất là trọn vẹn cùng ở nơi này. Chúng ta sẽ cùng lan tỏa những cái niềm hạnh phúc này đến tất cả nhiều người hơn nữa nhé. Ok, tuyệt vời, chị tin em sẽ làm được. Yes.